Hello tất cả mọi người, mình rất là thích nghe K-pop và mình rất là hay coi phim ở trên TV chung với gia đình mình. Nhưng mà cái ở nhà mình thì mình xài Smart TV luôn, cũng có một cái remote mà nó đủ thứ phím chức năng như thế này. Mình có thể nghe nhạc trên YouTube cũng được, mình có thể coi phim ở trong ổ cứng của mình cũng được. Nhưng mà cái mà mình làm cho mình thường là mình không muốn coi phim ở trên TV nhà mình ấy, nó là tại vì cái loa của nó tệ quá. Hai cái loa nhỏ xíu ở hai bên của cái tivi thì khi mà nó đánh ra nó chỉ có nghe được trung, dải chép nó cũng lên không tới, nó chỉ dải trầm nó xuống không được, nó chỉ có cái dải trung âm của nó là rõ nhất thôi. Vì cũng đúng rồi, không thể nào mà ép một cái tivi, một cái loa tivi với cái kích cỡ nhỏ và cái chiều sâu 500 nó ngắn quá thì nó sẽ đánh không ra được cái dải trầm như vậy được. Với lại bản thân của ở một cái tivi thiết kế một cái amplifier để mà đánh cho ra được cái dải trầm nó to, nó rõ và nó sâu á, nó có độ sâu á, thì cũng nhét vô cái tivi nó sẽ rất là to. Thế nên là mình nghĩ là họ sẽ không làm như vậy. Vậy thì cái giải pháp nào để cho anh em có thể coi phim mà có cái cảm giác là hơi giống giống như coi rạp? Mình không nói là coi bằng với như coi rạp nha, tại vì rạp nó gồm rất là nhiều cái khâu xử lý âm thanh khác nhau, nhưng mà đối với nhà mình là nó chỉ cần ra được cái kiểu tiếng mà leng keng phía sau khi mà kính vỡ súng nó bắn đùng đi đùng á, hoặc là cái tiếng trầm khoảng chừng 60 Hz đổ xuống nó làm rung da rung thịt và mình cảm thấy được căn phòng của mình nó đang rung lên vì cái tiếng trầm đó, là mình đã thấy nó cũng hợp lý rồi. Thì với khoảng 13 triệu thì hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em đây là cái dàn Sony HT S700RF. Thì đây là một cái dàn loa 5.1. Cái dàn loa 5.1 này thì nó gồm có cái gì? Nó gồm có một cái loa soundbar. Cái loa soundbar đó gồm một cái loa phản dãy ở giữa, hai cái loa front ở hai bên, một cục subwoofer, cũng là một cái amplifier nó được tích hợp sẵn ở trong đó luôn. Và nó còn đánh cơ được cả hai cái loa rear hay còn mình gọi là hai cái loa surround này, là thì tùy cách mà anh em bố trí. Thì hai cái loa này là hai cái loa cây, trên mỗi cái loa cây thì nó gồm một cái củ loa mid với lại một cái củ loa trep để mà nó đánh, nó tạo cái không gian. Rồi cái bộ này tổng công suất của nó, cái bộ HT 700 S700RF này thì tổng công suất của nó là 1000W. Nó có khá là nhiều cái cổng input như là HDMI, optical hay là analog 3.5 input luôn. Và anh em có thể cắm nó rất là dễ dàng và điều khiển nó rất là dễ dàng. Bản thân nó không phải là một cái dàn loa 5.1 hiện đại giống như là những cái loa 5.1 mình thấy ở trên thị trường nó, và bắt đầu họ có cái chuyện là họ xài không dây rồi. Đây là một cái dàn loa nó vẫn sử dụng dây để nó kết nối trực tiếp giữa các loa với lại cái amplifier ở trên cái cục subwoofer. Nhưng mà cái lợi điểm của nó là gì? Cái chất lượng âm thanh của nó được đảm bảo hơn, cái tính kết nối và cái tính liên tục của nó được chắc chắn hơn. Và đối với những cái người nhà gia đình nào mà có người lớn tuổi hoặc là trẻ con á, thì những cái dàn loa như thế này anh em chỉ phải tốn công lúc đầu để anh em có thể giấu dây nó, hoặc là anh em đi thiết kế dây cho nó gọn gàng thôi. Chứ sau khi là như vậy rồi, sau khi mà hoàn tất xong những cái bước cơ bản đó rồi, thì ai trong gia đình mình cũng có thể sử dụng nó một cách đơn giản được hết. Đây là cái cục subwoofer cũng như là cái bộ amplifier tổng của nguyên một cái dàn HTS700RF. Thì cái cục subwoofer này nó gồm có một cái loa bass 20 cm nằm ở đây và hai cái passive radiator nằm ở đây. Lỗ thông hơi của nó đánh ra đằng trước, nó không đánh úp hay là nó xuất ra đằng sau. Thế nên là anh em sẽ rất là dễ để anh em positioning. Positioning có nghĩa là anh em di chuyển nó để tìm được cái vị trí đặt sụp cho cái tiếng bass từ khoảng 120 Hz đổ xuống khoảng 40 Hz, nó được smooth hơn, nó được êm hơn, nó không có những cái hiện tượng là nó bị trồi lên, nó gây ù trong phòng. Thì đối với những cái loa subwoofer mà cái củ loa nó đánh đằng trước mà nó làm cái họng mà nó hơi loe ra như thế này nè, thì tiếng cái chuyện cái theo cái kinh nghiệm của mình cho thấy á, là nó sẽ dễ hơn, nó sẽ đánh anh em dễ dàng, anh em tìm vị trí nó hơn. Thì ở trên cái củ subwoofer này đó anh em, nó sẽ có nút power, nút input. Thì input của nó gồm có cái gì? Thứ nhất là nó gồm có HDMI dành cho TV input nè, cổng optical nè, cổng analog 3.5 nè, với lại cái Bluetooth nữa. Và anh em có thể sử dụng nó nếu như mà với tất cả, gần như là tất cả những cái thiết bị mà anh em đang có thể phát nhạc được, từ cái nguồn nhạc số như là TV box, HD box, hoặc là TV, hoặc là điện thoại đồ này kia, anh em cũng có thể xài nó tốt được hết. Nút bên này là nút cộng trừ và tăng giảm âm lượng. Ngoài ra đây là cái phím điều khiển cơ bản của nó bằng cảm ứng ở trên cục subwoofer thôi. Thì nó còn có thêm cái remote này nữa, và cái remote này á, dễ lắm. Đối với nhà anh em mà thí dụ như
mọi người có con nhỏ hoặc là mọi người có người lớn tuổi ở trong gia đình mà người ta cảm thấy người ta khó xài thì anh em cũng có thể hướng dẫn cho người ta. Nó rất là đơn giản, anh em có thể thấy ở trên này là nó có cái chữ là auto sound nè, standard, music, cinema, voice với lại night để phù hợp với từng cái hoàn cảnh nghe và phù hợp với từng cái thể loại hình giải trí mà anh em đang muốn thưởng thức. Ví dụ mình á, đối với mình thì mình thích là mình để cái nút standard hơn, vì cái nút standard này mình nghe tiếng nó có vẻ nó cân bằng và nó êm hơn, nó không bị chói, nó không bị gắt và nó cũng không bị ù, nó không bị đục quá. Thì khi mà anh em bấm trên này á thì anh em sẽ thấy là cái lượng bass của nó tăng là từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì cái lượng bass mà mình nghe mà mình cảm thấy là đủ nhất á là nó nằm ở cái lượng bass số 6, level 6, thì mình nghe là nó vừa phải, nó đủ tạo ra cái độ rền và cái độ áp đảo đối với cơ thể của chúng ta ở cái khoảng 50 cho tới 60 Hz trở xuống, thì mình thấy là nó khá là ok, thế nên là mình đặt nó ở mức 6 thôi. Anh em có nhiều người mà người hay hỏi mình là những cái bộ này khó kết nối quá, thì nó dễ lắm, vì tất cả đều các đầu dây đều được phân biệt bằng màu rồi, và thậm chí là chỉ nhìn màu cắm vào những cái đầu jack cắm của các ba con nó được thể hiện bằng màu nữa, thế nên là cắm vô thấy là cắm, thấy đúng màu là cắm thôi, không có cần phải quan tâm nó là cái gì cả. Trước mắt anh em á, cái này là cái loa soundbar của nó. Cái soundbar, cái loa soundbar này nó gồm có một cái loa ở giữa đánh cho toàn dải nè, hai cái loa con hai bên, hai cái loa này là tách biệt với lại cái sau này nha. Hai cái loa con hai bên này thì mỗi cái nó sẽ có một cái loa toàn dải cỡ nhỏ và một cái củ trap để mà nó đánh, nó tạo cái không gian nó tốt hơn và nó tạo cho cái tiếng mid được trong, được rõ. Mình cái cảm giác nghe của mình nó sẽ thật hơn. Thì đây hoàn toàn là cái con sao ba này nó không có những cái củ loa để mà nó đánh hướng lên trần để mà nó dội xuống, hay là những cái củ loa nó đánh xéo qua, vì cái giá này, ở cái giá thành này thì cái con này là họ Sony họ không thể làm được như vậy. Nhưng anh em đừng coi thường nó, vì cái loa này lúc mà mình xem phim và hoặc là mình coi nghe nhạc á, thì mình cảm thấy là cái tiếng loa nó phát ra khá trong, khá rõ, nó không có mềm mại và nó không có quá tinh tế. Nhưng mà đối với một cái loa dàn loa mà khoảng 13 triệu như thế này thì cái loa front của nó, cái loa soundbar của nó cho cái tiếng và cái chất âm to rõ như vậy thì mình cũng đã đánh giá khá cao rồi. Đây là cái loa rear, gọi là loa rear thôi, nhưng mà nếu như mà anh em có thể sử dụng nó như là cái loa surround cũng được. Thì cái loa này ấy, nó có thể đặt ở đằng trước anh em, đằng trước mặt của anh em cạnh hai cái sao ba, hoặc là anh em có thể đằng để phía sau ghế ngồi. Thì giống như cái format của mình setup ở đây là mình đang để nó ở phía sau cái ghế ngồi để nó trở thành một cái loa rear luôn. Và cái loa rear này nó sẽ đáp ứng, nó cái tiếng của nó vẫn đáp ứng cái dải trung và dải kép, có nghĩa là dải trung âm và dải cao á, nhưng mà nó sẽ cái cường độ và cái level độ lớn của nó sẽ không bằng hai cái loa front ở trên cái sao ba hoặc là cái loa giữa của cái sao ba. Tại sao? Tại vì cái thứ nhất là cái loa này nó được làm ra và nó được thiết kế để tạo ra cái âm vang ở phía sau của anh em, để tạo cho anh em được cái bầu không gian ở phía trước và phía sau, cái bầu không gian nó hơi organic một chút xíu. Rồi đây cái loa này thì cái thiết kế của nó khá là nặng, đối với mình cầm ở đây thì mình cảm thấy nó khá trọng trọng, chứ cũng phải 3 kg. Thì nó cao, cái khi mà anh em ngồi trên cái ghế sofa giống như mình đây thì cái chiều cao của loa mid và cái chiều cao của loa trap nó sẽ ngang giữa giữa cái tầm tay của anh em, thế nên là cái cường độ và cái độ trong, cái độ rõ tiếng của cái loa này khi nó phát ra anh vẫn cảm thấy được một cái làn, một cái lớp lan có chi tiết ở phía sau lưng của anh em khá tốt, và những cái tiếng tép, tiếng mid của nó cũng khá rõ ràng trong những cái buổi cuộc hội thoại hoặc là cái đoạn phim mà có tép nhiều như là gương vỡ, kính vỡ, tiếng súng, tiếng này tiếng kia. Rồi mình cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Thực ra là với 13 triệu dành cho một bộ như là một bộ Home Theater 5.1 giống như là cái bộ HTS700RF này thì gần như là mình không có tìm thấy được cái điểm nào để mà mình phải chê nó cả, vì nó làm tốt được cái việc của nó, và nó đúng là nghĩa là nó sinh ra để nó làm được cái việc này luôn. Rồi, mình cảm ơn mọi người.